Ok, tình hình vừa mình vừa mới chuyển sang MSI để quay Bandicam nhưng nó không phù hợp rồi. Quay cái này tuy là khung hình nó sẽ vẫn giữ nguyên tầm 30 thôi, tại vì lock 30 mà. Còn quay bằng Bandicam thì lâu lâu nó tăng lên bình thường nhưng mà FPS nó vẫn sẽ giữ nguyên đó. Còn quay bằng cái này thì FPS trong game nó sẽ vẫn giữ nguyên. Ok đi. Rượu à. Giờ nhiệm vụ là gì? Chắc phải đến chục cái nơi hàng hóa. Cái này gì đây? Thẻ nhận dạng hay nhân gian đây? Nhân dạng chưa? Ok đi. Thuốc công nhận. Giờ nhiệm vụ của chúng ta như là keo phải lánh chỗ cái hàng hóa này vậy. Cứ đi đại xem thử. Nhiều đồ nhỉ. Ok. Để xem thử nhiệm vụ chúng ta tới đây rồi làm sao nữa. Cứ đi xung quanh hết xem thử đi rồi tính sao. Vô đây. Nè. Cần cái cần hình dung này. Như vậy cái cần hình dung nó nằm chỗ này rồi. Không phải. Ủa chứ cái đường bên kia đường nào? Đó kìa. À. Rồi rồi hiểu hiểu. Thì mình sẽ gạt gạt cần xuống này. Rồi kêu con chó đi. Như vậy cần nằm chỗ nào ta? Không phải. Hơi khó khăn rồi. Tình hình là không tìm thấy được cái gạch cần. Chắc là mình phải nhờ con chó à. Bên kia chắc phải có lỗ chứ. À bên kia có một cái đường kìa. Nhưng mà hiện tại thì để kêu con chó vô đây nào. Vô đó. Rồi, where are you? Ủa, keo sống đi đâu ta? Làm sao để qua bên kia ta? Không có gợi ý luôn. Đời nhỏ kinh luôn. Xong chó mất tiêu rồi đó. Nó đi đâu rồi? Giờ này không có đường qua này. Chết con rồi. Ủa, cái đường này được kêu chó xuống đây. Như vậy cái bịch này làm gì đó? Không lẽ là như này à? Vậy hàng, đúng thật. Công nhận mình làm đại làm càng thì cũng đúng nữa. Rồi kêu con chó vô đây. Ủa sao phía dưới là quân sao phía dưới là quân Pháp mà phía trên là quân Đức ta? Chắc đây là trọng tâm giữa hai nơi rồi. Rồi qua đây. Trở về nhà nào. Đi đây. Đi thôi. Hiện tại thì nó vẫn chưa có một cái tình huống mình chuyên gia như kiểu là nói những cái tình huống gây cười cho các bạn kìa. Nhưng mà tại vì hiện tại thì toàn mấy cái trí não mà, nên là mình không thể nào mà gây cười cho các bạn được. Nói chung là mình toàn mấy cái câu kiểu như là nói với vào vẫn để cho các bạn cười đùa kìa. Nhưng mà mình thế trò này nó nghiêm túc quá nên mà không thể nào mà làm cái trò được. Nhiều lúc mà có một cái sự hiện diện như lẩu game hoặc là cái gì đó mình lung lung bày ra mấy trò bự bựa ra. Cái
cái hàng hóa lại gì đây, mình hay bom đây. Ủa dưới kia có mình kìa, chắc là đặt bom rồi. Ủa tật nữa à, đẩy lâu quá. Em già rồi mà anh ơi. Rồi ok, mình vừa nói chuyện với mẹ với anh mình mà. Rồi chuẩn bị sẽ có một cái vụ nổ xảy ra. Bùm. Ưa. Như vậy là ai chết ai thắng. Phải nhầm French officers were proud of the heavy losses inflicted on the enemy. Neil, full of anger, refused to be decorated for what he considered to be a cowardly act. Emil and Freddy were, however, happy to have saved Anna's father from Baron von Dorf's clutches. His scientific research would no longer be used to make weapons of war. Good news being few and far between, they wanted to savor this moment. But Anna had frightening news. Carl had been killed while trying to escape the POW camp. No. Carl. Upon hearing of his death, Emil became sickened with grief. Ủa chết mẹ rồi sao? Đùa. Nhưng mà nói thật hồi nãy cái đoạn xúc hồi nãy là ông ta buồn tại vì 5 ngày trước tại trại POW. Ông buồn bởi vì ông giết những người Pháp nhưng chạy à. Chạy nhanh lên. Ủa thằng kia sách chép bỏ chạy nhanh quá. Mình chưa kịp sách chép bỏ chạy. Vô đây nhá. Nắp chỗ nào ta? Được chưa? Ui. Tụi nó vô đai chứ. Ui. Mua vải. Ngày 9 tháng 5. Bình tĩnh đó anh ơi. Ủa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ủa, tưởng mình bị tử nạn rồi. Sao bây giờ mình đang ở chơi trong nhân vật kho à? Ủa, ok. Ủa trời, nhanh thế. Vào đây, đây, nhanh 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 nhanh. Ủa, nguy hiểm quá. Trở lại. Chắc nó sợ tiết lộ thông tin quốc gia vậy mà. Mà mình có biết gì đâu có. Chị muốn đi gặp. Chị muốn trốn ra khỏi để gặp con trai của mình. Ủa cái gì vậy? Ui, đừng đã, từ từ. Phải nó đuổi. Mẹ hồn. Chưa kịp làm gì hết, nó đuổi. Không biết mà có nhảy qua được không ta? Thôi qua đây. Đây dưới này có đường này, trên này có đường. Đi thôi. Táo à? À. Táo vàng á. Ăn vào đi. Táo vàng á. Táo này táo vàng á.
trong cổ tích á. Ơ, mở nè. Chưa. Nhầm lộn nút. Không biết phải mở hết nó mới cho hay là kiểu mở tầm vừa đủ không? Đúng rồi, tầm vừa đủ đủ rồi. Một lá thơ. Chúng ta xem lá thơ này là gì đây. Giá tờ nội bộ từ quân đội. Thôi, chả. Lịch sử đây. Quân cảnh chịu trách nhiệm thi hành kỷ luật khi binh sĩ trốn ra khỏi doanh trại, kể cả khu vực dân sự, và chịu trách nhiệm bắt giữ những người lính tráng bỏ đơn vị đi cướp bóc, hoặc là họ có bất kỳ hành vi khác như say rượu hoặc làm trái kỷ luật. Họ cũng thu nạp binh sĩ chậm chân đăng ký vào quân đội, tham gia vào công tác phản gián, kiểm soát giao thông, truy đuổi quân đầu ngũ và lũ nổi loạn. Đây. Ui, vãi, tự nhiên đâu loại thằng này này. Vãi, ở đâu tự nhiên có cái đường. Chắc đây là một cái đường bí mật đây nè. Ui, tạo ra một con đường để mình đi luôn nè. Đúng vậy, cái này là một con đường bí mật. Giờ mình phải đi xuống đây. Ui, vãi, thằng nào lên đến đây không kìa. Vãi, nó lên tới đằng đây luôn. Nhanh 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 nhanh. Cắt. Chùa, gãy mãi kèm luôn. Ui. Vãi, tí nữa chết. Ủa, đông hết. Lông da thú à, lắp vô được không? Tắm da lê. Không có thể, ok. Hơi. Ủa vậy. Như vậy là chắc phải ném cái này. Ui, chạy nhanh lên, nó đuổi. Làm như nào ta? Không lẽ là núp sau cái này à? Hay sao? Thật khó khăn đây, nhìn thôi kìa. Nắp sau này. Đúng ý. Không biết cái này có hữu dụng gì không nữa. Nắp súng. Ủa, nó không thể nghi ngờ khi mà ở đâu loại ra thêm cái này gì vậy? Nhặt ra đến sao? Tí nữa xem sao. Nào, tạp chí Anh. Tạp chí mang tên Quan điểm London đã khuyến khích người dân lên đường nhập ngũ. Ở trang bìa có đăng các poster nổi tiếng của Lord Kitchener, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, đã hô hào người Anh liên đường lên đường nhập ngũ. Một con người với ánh mắt và nó sẽ theo bạn đi khắp mọi nơi. Ủa sao đứng ngay chỗ này. Tiếp tục. Chạy nhanh lên. Không biết nó có hữu dụng không nữa, nhưng mà thôi kệ, cứ đem đi. Thôi, chắc hết rồi. Có cừu kìa. Chắc mình phải trống trong mấy đống cừu này. Tiếng gì vậy? Mình vừa nghe tiếng ai nói vậy. Cừu kìa. Ở Việt Nam mình không bao giờ có cừu đâu, thì chỉ có dê thôi chứ không có cừu. Tại vì khí hậu ở Việt Nam này nó không lạnh kìa, khá là nóng ẩm kìa, này nó đàn cừu nó không được kiểu như là được nhiều người chăm sóc lắm.
Đi thôi, cừu ơi cừu. Con cừu này rất hiểu ý anh. Rồi đi thôi. Trời, trăng kìa. Và nó làm rất là đẹp, ví dụ nhìn cái cách mà nó làm này khá là hay. Cái gì á? Ủa, nó cho pháo sáng rồi. Phụ nữ nè. Chạy lại, chạy lại. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Mày quá. Vãi hàng. Trời ơi. Gì kinh vậy, có một mình em thôi mà. Mà anh giết bao nhiêu người rồi mà anh không tha, mà riêng em thì mà anh không tha sao? Quảng đồng. Hai thiệt nè, cái này hai á, cái này hai á. Cái này vậy? Giờ đeo quần. Rồi mình kêu rồi. Rồi chạy nhanh lên. Ui cái này thốn thiệt các bạn ơi. Công nhận khá là thốn. Rồi. Qua chỗ trăng rồi. Ui nó đuổi. Từ từ đã. Ui nó đuổi mình à. Đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Ui thằng này chết mẹ rồi. Vậy làm sao? Làm sao đã? À đúng rồi, thay đổi. Yeah. Ôi thế mình đâu rồi? Khó. Mưu ma sáu quyệt. The bloody battle of the Somme still raged on. 206,000 British soldiers would lose their lives there. Freddy was commissioned to drive the newest weapon of war, a major progress in a conflict that was literally stuck in the mud. But Baron von Dorf was also counting on lẽ thằng cò này to shine in front of his superiors. Thể hiện mà về nhà mà thể hiện chứ đừng ra đây mà thể hiện. Ok. Ngày 15 tháng 9. Cái gì đây? Xe tăng Mod 1 à, được thiết kế một cách bí mật. Một cái tay xe tăng được người Anh đặt cho để đánh bọn gián điệp biết đánh được mục đích thực sự của xe tăng. Các tài liệu công khai cho biết mục đích của nó là để vận chuyển nước cho quân đội Nga. À, mão đầu tiên được đem ra chiến trường Mod 1 đã có tác động lớn đến tâm lý và nó có thể tiến lên phía trước và tìm những đường hào bị bỏ hoang. Quân đội sớm tìm ra điểm yếu của nó. Phương tiện này không vững chắc và bên trong của nó không khác gì một chiếc quan tài. Ui, xem lại cái xe tăng nào. Ui, kính vậy. Mà nhìn trong nó cũng kiểu là nó không cứng cáp cho lắm. Ui, xe tăng này. Gì đây? Vô đây à? Đi thôi. Chù. Ui, máy bay. Có thắng. Pèo. Boom. Ơ, nhầm. Ui, chết một thằng rồi. What the fuck. Đang nhìn ra máy bay đằng kia. Ủa, máy bay thả bom thì chắc rồi. Cô lên nào. Rồi, cứ bị chung bay. Pew. Ủa. Ủa, đâu ạ. Ui, không tới. Sao quá không tới, chứ sao vậy. Ui, ui, sao lại lội xuống như này này. Boom. Ui, buồn lai kìa.
đi quá chậm luôn. Từ game này thì cũng là của Ubisoft nhưng mà về mặt này mình khen nó nhiều hơn là chê. Mày giỡn cái bố mày. Chúng ta vẫn còn 3 chiến sĩ. Chúng ta vẫn không khuất phục trước quân địch. Ủa, tới nay rồi à? Ui, nữa kìa. Ủa, đại bác kìa. Ủa, hư rồi. What the fuck? Xuống dưới đã. Ê, từ từ đã. Ô, lên trang, lên. Mày vừa hiện ra hình trái tim mới chết luôn. Cách. Trời, cái boom này thế này thôi chết á. Cái gì á? Ok. Giờ có lẽ mình sẽ ném cho gãy cái này. Trời ơi, cứu tôi với. Sorry nha. Đừng chết. Vậy, may quá. Tí nữa hy sinh. Không, leo lên. Không được à? Ok. Thế này mà không được thì thôi chết. Từ từ đó, lấy thành trái mình nó mất công. Có cái gì đó rồi. Xài chứ. Nữa. Rồi, lên trang. Lên trang. Ủa, làm gì ta? Em bồ mà. Từ từ đã. Cao cao xíu đã. Cành không đủ tầm rồi. Ở đây. Bùm. Yeah. Trời, bồm như này nó đầu tư kinh à. Đặt nguyên bãi luôn. Trước tiên phải nhặt lá thơ đã. Qua đây. Bưu điện từ New Zealand. Đó là một cậu bé. Viren, mẹ và con trai. Ok, nhớ bạn. New Zealand. Cái gì đó vậy? What the hell? Cho con em mình phải lên đây tiếp. Xông lên. Càng quét. Lùa cốc à, biến hết. Trời nhìn cay cấu vậy. Rụng lá trong rồi. Kìa. Boom. Nhờn. Sao? Ủa. Rồi nó bắn kìa. Chứ gì một cái ba phát bắn chết. Ôi, what the fuck. Bắn hơi gà rồi đây. Đi thôi. Mấy cái bọn máy bay thả bom này kinh lắm. Mày. Anh giờ điêu luyện rồi nghe. Sao? Ở cái chiến sĩ xong lên. Xong lên xong. Đúng rồi. Giỡn. Thấy chưa? Vẫn còn chứ. Xội. Cái đường như này mà đi như nào? Vậy, solo kìa. Thôi nhưng mà cảm thấy Sida rồi. Solo nè. Thích ra solo. Vãi.
Ra solo mày. Hai đứa mẹ anh chứ. Đồ mày xong đâu lộn luôn. Đứng ở đây, bước ở đây. Vô vô vô. Ơ, nhầm. Lộn nút. Tao mà. Ơ, khoai to hơn nhiều. Knock out nè. Phù. Gã răng. Bắt luôn, bay luôn, huy. Huân chương luôn. After too many missteps and too many battles lost, Baron von Dorf was demoted and moved. Giết mày thằng lung này đi chứ mất công. For him, a fate worse than death. Thì chết mẹ đi, thứ như mày chết mẹ thì còn sướng. January 18th, 1917. Emil, still bedridden, beseeched Anna to travel to San Miguel to find his daughter and share the sad news of Carl's death. Anna set off immediately. Ủa giờ mình đang ở vị trí ai? Carl. À, ngày 18 tháng 1 năm 1917. Nấp vô cái đá tính sao? Hay quá mà. Thật là khó khăn. Mùa đông. Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt đối với những người lính trong chiến hào. Họ phải chịu đựng những cái lạnh khủng khiếp cùng sự ấm ướt. Nhiệt độ thường xuyên ở mức âm độ trên mặt trận phía tây. Nhiều người đã kết thúc trong bệnh xá khi đã bị tê cống và cuối cùng đã dẫn đến hoại tử và phải cắt cục chi. Điều đó ở đây là phải cố gắng giữ cho đầu chân thật là khô. Hiểu không? Có nghĩa là chân lạnh quá là đông cứng lại luôn. Crow anh ta rất là... Ôi, có người... Từ từ. Cho bé bình tĩnh. Bình tĩnh cho bé à. Bỏ ra. Bỏ ra, bỏ ra. What the fuck? Mà định làm anh hùng phát chắc luôn. Mấy thằng cảnh sát mà nó đi ngang qua nó thấy người dân như vậy mà nó kêu ngồi đứng nó hát bắt đầu chứ. Đúng rồi, có thể loại. Ủa mà sao con leo trèo giỏi mà con? Con là người nhạy à? Hay là con thuộc loại dòng họ khỉ? Để chú xem nữa có cách nào cứu con không nữa. Từ từ. Để chú xem nào. Ủa nó quanh lại rồi. Kìa, quanh lại thì giúp người chứ. Mày nó khóc. Mày nó khóc như thế mà mấy ông thần này. Bỏ ra. Hình như sai lầm rồi. Không phải là cái này. Mình tưởng là mình ném đá vô mặt nó chứ ai ngờ. Có cái nào không ta? Chắc là phải đánh lạc hướng cho mấy thằng này. Để xem nào. Ném đá vào chó không được nè. Gợi ý hả? 10 giây này sẽ có gợi ý. Để xem nào. Để xem thử chúng ta phải làm gì chứ. Ném đá dọc đường nè. Mình biết là mình phải đi xung quanh xem thử nhưng mà chúng ta không nên mất thời gian. Cái này tao cũng biết rồi, lo gì. Chắc là mình sẽ ném đá vào mắt con chó kia. Chứ không phải là con chó kia. Ném đá vào mắt con chó mà hai con kia, hai con mà đang hù bé. Mà con nào con sói hay là con chó. Bỏ ra. Vậy mà ném con kia nó không đi, mà ném hai con kia nó đi. Wow.
Tôi đói quá. Làm ơn cho tôi miếng nước. Cảm ơn các người rất là nhiều. What the fuck? Từ từ, chuyện gì? Cậu đang giam giữ một người Đức đúng không? Không có, tôi không có mà. Thôi, chúng ta cần phải lên đây nhanh lên. Đông quá. Phải làm sao đây? Tôi đang bị cảm lạnh nữa chứ. Có lẽ mình sẽ phi ngựa bỏ chạy. Cái này gì vậy? Thay quần áo à? Không biết mình đi ra ngoài tụi nó có phát hiện không ta, hay là chúng ta đã quýnh rồi. Alo, em là thằng bị điên. Phải. Ok, mặc áo thế này là chắc nghĩ là sẽ ấm người hơn chút. Có lẽ nào đường tăng cũng đã làm được. Ủa, cái gì vậy? They were only about 20 miles from San Miguel when their hopes were again dashed. Không bắn xe à? Lâu ngày không nghe lại cái nhạc này đúng không? Nhưng mà thôi kệ, có gì tập sau mình sẽ gặp tiếp. Tập này đúng là khá là hay á. Thì mình mong các bạn sẽ ủng hộ game này, thì mình nghĩ là trò này sắp hết rồi, tầm khoảng là vài tập nữa thôi. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Và mình sẽ cố gắng cố gắng sẽ ra 4K 4 sớm nhất có thể, nếu mà Ubisoft nó ra càng nhanh càng tốt. Má ra các bản fast đúng trồn luôn.